Ok, what's go. À, tiếp tục là bây giờ là đi vào 21. Đi vào 21 chương 3. Hiện tại mình vẫn đang cầm cầu AK Pro. Đó, ok. Đó, không thấy thanh niên nào. Đó, đó, một em. Nó chạy liên. Chạy gươm. Đó. Lượng ngay. Lượng luôn. Lượng luôn. Lượng luôn. Lượng luôn. Ít chưa. Đôi vẩn này. Mặt trời rất chói chang. Như là chúng ta bắt đầu chiến đấu ở một cái doanh trại ở sa mạc. Lượng luôn. Đây là một dân chạy bỏ hoang. Headshot. Trời rất quá trang trên sa mạc này. Anh lượn là rất ác nhưng mà vẫn tật. Đó, một tên nữa. Đã xong. Ok, watch go. Đi vào 22 chương 3. Còn mình sẽ cân 28 tên khủng bố. Đấy. Và thiết kế của hai bên doanh trại như nhau. Đó, đúng rồi. Hai doanh trại thiết kế y như nhau. Một hạn chế của game này nữa là chúng ta không nghe thấy tiếng bước chân của con địch nhé. Không nghe thấy tiếng bước chân. Vì thế nên là địch có bắn ở đằng sau chúng ta cũng biết. Rất hạn chế. Cái này bắn trên tường đấy. Đấy, bắn trên tường chưa? Đấy, thấy chưa? Rất dã man. Đúng rồi, trên Nokia là bắn nghe ra xịn hơn à. Chết hết rồi. Ờ à, đây. Còn một thanh niên này. Hết. Ok, let's go. Đi vào 23 chương 3. Đấy, 40 đi vào thì chúng ta sẽ qua chương 3 và đến chương 4 chương kết thúc.
chết. Đạn không có lúc này. Quá đông. Còn 8 tên nữa kìa. Đồng gấp nhỉ. Rồi. Quá hay. Bắn từ trên bắn xuống quả là một cảm giác rất phê. Làm sao được trèo lên được cái nhà này bắn hay. Trèo lên được cái nhà đấy mà bắn cái cửa thôi rồi luôn. Không lên được các bạn ạ. À, có thằng bắn mình. Đấy. Đó. Ô. Hay đấy. Hello. Ok, let's go. Đi vào 24. Đấy. Không lên được mấy cái con công này. Chào lên được mấy con công này mới hay. Chào được mấy con công này đứng ở trên bắn hay lắm. Úi trời. Mà mình thấy cái điều đặc biệt là ở trong cái bản này nó có hai bọn là khủng bố, một bọn là mặc quần áo xám, một bọn là mặc quần áo vàng và có mũ nồi đỏ. Đấy. Hai đội khác nhau. Đây. Đấy. Đây là một tên mặc áo xanh xám này, một tên mặc áo vàng đỏ. Đấy. Headshot. Máy bay trực thăng này không biết được cái tác dụng gì. Úi trời, ba tên như thế nào. Ba tên như thế nào. AK bắn. Úi trời. Nó không mình bắn thôi, nó không bắn máu mà mình mất máu. Ô, bọn đục tường chết thật. Bọn thích cái game rất thiên vị luôn. Đấy, cái này đục tường này. Đấy. Ok, watch call. Đấy, tiếp tục là đi vào 24. Chưa thấy anh nào xuất hiện ở đây. Á, xịt. Đi khá là nhanh nhé. Đấy. Chạy lên bắn trên đường mình ra. Đấy, mất dậy lắm. Mất dậy rồi chứ, không được.
ta pro mà nè. Cắt vào rô mẹ. À, ở đằng sau mình. Chết rồi, mất tạng rồi. Bọn chúng nó đứng bắn trên đường. Ba tên nữa.